Đây, mọi người so sánh phân tần mới này. Mình đã thay và xem là nó có khác biệt gì không. Xin chào anh em nhé. Nay mình tiến hành thay bộ phân tần cho cặp kali này, loa bát 20 nhé. Mình sẽ thay cái phân tần gấu hơn để cho nó chạy thử xem cái chất âm nó có thay đổi không. Đây nha mọi người, đây là cái cặp phân tần mình mới mua này. Đấy. Đây nha mọi người. Đây là phân tần AB503 nha mọi người. Phân tần này có 3 đường tiếng nhé. Nhưng mà cái cặp kali này của mình nó chỉ có 2 đường tiếng thôi, một bát và hai chép. Nhưng mình đặt cái phân tần 3 đường tiếng này về để mai mốt mình chế cho nó một cái đường la lời ra ngoài nữa. Đây mọi người, đây này, đường bên đây là đường nó lời này, đây là đường nó chép này, đó. Đây là in vào này, bên đây là đường nó bát này mọi người, đó. Mình sẽ nói tay mình sẽ gỡ cái phần tần của cái la cũ ra, và mình sẽ thay một bên trước nhé. Rồi mình sẽ test nhạc cho người xem giữa cái bên thay với cái bên không thay nó có khác biệt gì nhau nhé. Một cặp cho mọi người. Đó. Mình sẽ thử xem là nó có cải thiện được chất âm không. Giờ mình bắt đầu thay phân tần vào nha mọi người. Giờ mình sẽ tháo loa ra thay nha. Và đây nha mọi người, đây là phân tần cũ của nó này. Đó. Đây, mọi người so sánh này. Phân tần mới này. Đó. Mình sẽ thay và xem là nó có khác biệt gì không. Đây là dây input dây vào này, cộng cộng trừ trừ nhé, đó cộng đây là trừ input này, đây là đường input trước này. Xong mình cho cái mình là bát này. Bát này.
Còn hai đường tép này thì hàn chung nha mọi người. Anh tép này mọi người chọc dây vào hàn chung luôn. Chứ tép thì nó có thể đi được hai tép, bốn tép cũng được nha. Đen không phải chửi người. Còn cái đường đường va lời này chung này, mít này mình sẽ hàn sau nhé. Khi nào mình gắn cặp la rời bên ngoài mình sẽ đưa cái dây, câu cái dây ra ngoài thùng, sẽ làm một cái la rời ở trên đây để làm la lời, mình hàn sau nhé. Đó, bây giờ như này là mình đưa làm thử coi nha mọi người. Bông chưa âm tần ở dưới như này nhé.
Rồi giờ mình thắt cái loa vào để mình test thử xem như thế nào nhé mọi người. Đây nhé mọi người, cái loa bên đây là mình vừa mới thay phân tần này, loa bên đây mình chưa thay này. Giờ bây giờ mình mở cái loa bên đây thử xem, nghe xem nó thế nào nhé. Mọi người đánh giá cho mình nhé, tùy thuộc vào tai mỗi một người, mỗi một âm thanh này thì mỗi một người nghe nó sẽ có một cái hương vị khác nhau nha mọi người. Và giờ chờ mình thay cái loa bên đây rồi mình mở cho mọi người nghe thêm đoạn nữa nhé. Và như vậy là mình thay xong cả hai bên rồi nhé mọi người. Rồi mình mở test nhạc. Vậy là mình đã làm xong rồi nha mọi người.
Đây, mình xin phép dừng video đây nhé. Xin chào tạm biệt mọi người.